just wanna be alone tonight. I just wanna take a little breather, 'cause lately all we do is fight, and every time it cuts me deeper. Thì bạn kia thì nó giao dịch khá là chậm anh em ạ, cho nên là anh em đợi mình một xíu. Ok, ok, thì bây giờ mình sẽ ăn level sói này. Ăn như thế này thì chắc cũng nhanh anh em ạ. Đi xem một cơ bốn được. Ok, thì cái đoạn này mình sẽ cắt đây nhá. Ok, quay lại clip đi anh em này. Thì mình đã đây cho anh em xem. Nó lên cấp 100 rồi này. Tấn công này, né đòn này, HP này, chỉ sử dụng chủ này. Bây giờ mình sử dụng chiếc minh hạch này. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Mình đã hiểu cái gì xảy ra luôn, mới một sao mà để hiểu rồi. Một sao mà nãy giờ chơi lên anh em ạ. Mình đã hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Ơ đù. What the fuck? Mình đã hiểu chuyện gì xảy ra luôn anh em ơi. Mình cũng không biết là mình còn bao nhiêu viên chiến thiên thạch đây. Mình từ từ mình ra sẽ xem mình còn có còn chiến thiên thạch không. Ô, mình còn có 2 viên thôi anh em ạ. Anh em để mình đi mua lại nhá. Để mình dùng nốt 2 viên này đi. Ừ, sao đen đấy nhỉ? Cái này 100 viên tiến hạch không được nhỉ? Không lên nổi nhỉ? Ô, đen đấy nhỉ? Vì chiến lý thạch mình hết rồi, mình không biết mấy khu này có còn không. Mình đi ra rằng đi ra bên Arizona xem. Sao mà đen đấy nhỉ? Mình không biết được khu nào bắn trên tinh thạch rồi. Nhớ gì đang xảy ra đây đây. Để hiểu sao mà nâng sói sao nó tốn đấy nhỉ anh em nhỉ. Mình cũng chưa bị trên nâng bao giờ. Cái lần mình đi nâng mà thấy nó tốn kinh khủng luôn đấy anh em ạ. Ôi hết mẹ chỉ đi lại rồi anh em ơi. Ok thì thôi đi nhận thêm các cấp đi. Đấy mình hoàn chỉnh này, mình sẽ hoàn chỉnh cái vũ khí này này, để pha vũ khí đi. Để nâng sao, để nâng sao sao với hết chuyện đi lại cho anh em ạ. Ok thì mình qua làng tôn. Qua làng tôn lấy cái ít vũ khí.
I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Mình cũng không ngờ là nâng sao nó tốn như thế anh em ạ. Đéo là hơn 20 viên mà chưa lên được một sao. Mình cũng không hiểu luôn. Đây cái con cộng 10 anh em ạ. Cái hiểu sao là hơn 20 viên mà không lên nổi một sao anh em ạ. Mình đéo ngờ luôn đấy. Ngờ nâng đồ là tốn như thế đây anh em ạ. Thực ra là một cái video không được trần vẹn rồi. Thôi ok thì cái nâng sao thì mình sẽ nâng sau anh em nhá. Nâng sau mình sẽ tích tầm hơn 100 viên đi. Chuyển tinh thạch đi để mình nâng sau. Bây giờ mình sẽ chuyển hóa cái vũ khí rồi. Sẽ pha vũ khí cho anh em xem. Ở cái đấy anh em ạ. Và mình ít thôi. Mình lấy đá đi. Mình sẽ lấy ta 8 để phang vũ khí luôn. Mình chuyển hóa xong mình phang luôn anh em ạ. Thì nick mình thì à, thằng ô nó lại ập của mẹ nó luôn đấy anh ạ. Thì mình phải online thôi. Cái vừa online nó lấy phải thật lạnh gì phải. Mình phải online. Ok thì đa 8 đây sẵn rồi. Bây giờ là mình chỉ chuyển hóa lên cái vũ khí 5x mà mình mua rồi anh em ạ. Ra lên vũ khí 5x để phang đồ luôn, phang vũ khí 11, 12 luôn. Tính này thì chỉ đáp ứng level thôi, mình chưa đồ đạc thì hết. Bởi vì là nó mới từ level 39 lên luôn. Ok đây anh em ơi, cái quạt 5x mắc chỉ số này mình mua rồi này, mình để tính lên sẵn đây này. Ok mình sẽ chuyển hóa qua. Đập luôn, đập 11 luôn anh em ạ. Một phát đi. Đi rồi, đi phang luôn.
mình quên giao dịch đúng có một cái bảo hiểm trung cấp anh em ạ, quên cái mẹ nó đi. Bây giờ mình mua để ít về trung cấp đi. Vì lúc này cái hoodie này nó mới bị tem nó fix ấy, cho nên là không hút được anh em ạ, nên là úp nó ít được ý điên lắm. Thì khó là khó ở chỗ đấy, chứ không nếu như hoodie mà nó chưa bị fix ấy thì mình sang đồ thoải mái luôn. Không sao miếng này nè, thế thì ok lên rồi anh em ạ. Ô đây đúng một hit, ô mà đéo được yên anh em ạ. Ok đi, ăn hit 12 lượt anh em ạ. Ngon thế. Quá ngon. Lại dư 2 cái bảo hiểm trung cấp rồi anh em ạ. Thơm đấy. Lên một hit 12 lượt anh em nhá. Ok thì mình cũng xin kết thúc clip bên đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nhá.